các bạn Việt Nam. Và trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn về một cây đàn guitar classic. Cái đàn này dành cho các bạn mới tập chơi và nó sử dụng dây ni lông. Các bạn bấm khá là êm tay và âm thanh thì cũng trầm ấm và nhẹ nhàng. Và chúng ta sẽ đi chi tiết nhé. Mặt trước gỗ thông các bạn này, gỗ thông nguyên tấm các bạn, vân gỗ này. Các bạn thấy không ạ? Vân gỗ nhá. Đấy, vân gỗ. Tìm miếng các bạn này. Mặt cạnh và lưng là gỗ ép, rất là chắc chắn các bạn nhé, có sơn bóng rồi, rất chắc chắn. Đấy, các bạn nghe âm thanh tốt đó. Cái đàn này là ti, có ti chỉ cần đây các bạn này. Cái này giúp cho khi mà thời tiết mà làm cần đàn các bạn đi cong vênh ấy, chúng ta có thể chỉnh thẳng được chưa? Rồi, khóa đàn classic nó sẽ làm theo kiểu chụp bằng hai bên thế này và dây ni lông đương nhiên rồi. Nhưng các bạn lưu ý là gì ạ? Không phải tất cả ni lông bạn nhé, 3 dây dưới là toàn bộ ni lông. Nhưng tuy nhiên 3 dây trên bên trong lõi thì sẽ là ni lông, nhưng bên ngoài sẽ là kim loại để nó tạo ra cái âm thanh nó trầm. Nên khi bạn bấm 3 dây trên ấy, nó vẫn có cái độ mà nó hơi cứng một chút so với 3 dây dưới, chưa ạ? Ok, bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn, gần hơn cái âm thanh nhé. Từng dây một các bạn nghe thử. Đàn này mới nên mình sẽ phải chỉnh lại dây các bạn. Đó, nó giảm dây. Chỉnh lại một chút nhé. Đây là cái phần mềm chỉnh dây mình rất thích, hoàn toàn miễn phí. Bạn nào quan tâm thì khi mua đàn có thể nhắn đến mình tư vấn thêm. Rồi, bạn nghe thử này. Đó. Đấy, mình đang chỉnh dây. Đấy. Chuẩn luôn. À, cái này chưa chuẩn là giãn dây. Đó, dây ni lông hay giãn các bạn. Rồi, các bạn nghe lại này. Đó, vậy thì với cái đàn này các bạn nhé, bạn tập chơi rất phù hợp. Cần đàn nó rộng, các bạn bấm thoải mái, không sợ chạm dây nọ sang dây kia. Và dây ni lông êm, nhẹ nhàng. Đây mình đang ngồi ở cửa hàng, không gian nó rộng, nó loãng, có thể nó hơi nghe tiếng nó nhỏ. Các bạn ngồi ở nhà chơi rất là gọi là ấm áp, chưa? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi thông tin mình để bên dưới phần mô tả. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.